Sao nhìn góc này có vẻ như là nó đang liếc mình thế nhỉ? Mình thấy chỗ này không được bình thường lắm, mình thấy ứ xế điện thoại xem. Trong điện thoại lại sao không nhìn thấy người giấy? Ôi. 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 Hey, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với video này của mình. Lại là mình, Duna Gaming đây. Và ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phần 4 với tựa game Áo Cưới Dây 4 mọi người nha. Ôi trời. Thôi Uyển Oanh, sao thế này? Anh ấy bị người giấy bao quanh rồi sao? Bấm. Ừ, Trương Thần Thủy. Ôi, nó quay lại mình rồi. Ôi. Năm người này. À, chúng tới rồi, chặn cửa rồi, làm sao đây? Đành phải mạo hiểm vào trong cửa bí mật thôi. Chạy. Đây, cửa bí mật đây rồi. Trốn thôi, không cho tụi nó tìm thấy mình. Kẹt rồi. Đây rồi, cửa mở rồi. An toàn rồi. Trời ơi. Nguy hiểm quá. Mai mà mình tìm được cửa bí mật trong phòng. Và cơ quan đóng cửa bí mật này giống với hình dạng bên kia. Định quay lại nói với Trương Thần Thủy về cánh cửa bí mật, không ngờ lại gặp sự cố. Cũng không biết anh ấy sao rồi. Anh ấy bị kéo ngẫm mẹ xuống ao rồi. Anh ấy bơi rất giỏi, chắc sẽ không sao đâu. Nếu như không biết bơi như mình mà ngã xuống nước thì xong chuyện rồi. Chương 4. Nghi ngờ. Bây giờ là 1 giờ 21 phút tối canh tư kinh giờ Sửu. Trời giá rét. Và chúng ta đã chạy được vào trong cái căn hầm bí mật này. Ôi trời. Ở đây là nhà gì mà tại sao có cô gái ngồi đây nhỉ? Và cô ấy cầm một cây sáo có 5. Một con rối gỗ thổi tiêu. Có nghĩa là rối gỗ thổi cây sáo ấy mọi người. Trời ơi, chỉ là đồ bằng rối thôi. Một cây bút lông. Không có nhiều màu. Và đây là cái tủ mà lúc nãy mình chạy vô. Trong cái căn mật thất này. Ở đây có một cụ đố. Hình ghép này đã ghép xong rồi sao? Là không còn ghép nữa. Bên đây cũng có một hình ghép nè. Vẫn còn thiếu một mảnh. Rồi bây giờ có nghĩa là bây giờ mình còn thiếu một mảnh nữa. Mình đem mảnh đó vào trong đây để mình ghép cái tấm hình này. Sau khi ghép hai mảnh thì mình có thể mở được cánh tủ này. Ôi, cửa bên ngoài bị khóa rồi. Ôi, bên ngoài có khóa. Vậy là chỉ đi đường bằng đường bí mật chạy vô đây thôi. Không thể đi ra được. Vậy chúng ta phải khám xét nguyên căn phòng này. Một bức tranh. À, bức tranh này sao nó lại giống với... cái này thế nhờ. Đây có một cây cầu, một ngôi nhà bên trái. Một cây cầu, một ngôi nhà bên trái. Rồi, chính là nó rồi mọi người ơi. Đây, bây giờ mình phải ôi, đây rồi. Mình phải sắp xếp cái này theo đúng cái bức tranh của nó. Đây, để xem sắp xếp này nó cho mình được một cái gì. Ồ, một cái chìa khóa. Dáng vẻ này nếu là thời dân quốc chắc có thể xem là hàng mỹ nghệ phương Tây. Rồi chìa khóa y chang chìa khóa nhà mà mọi người thường hay có luôn nè. Một cái chìa khóa Việt tẹp. Đằng sau một chiếc tủ trong phòng vọng ra tiếng động. Ai? Ai ở đó? Thôi Uyển Oanh, em ở ngoài sao? Chỗ anh có một cửa bí mật nhưng không mở ra được. Cửa bí mật này bị kẹt rồi. Em không sao chứ? Trước khi mở cửa anh nghe có thấy tiếng của em. Kết quả mở ra thì chỉ có thấy vài người giấy thôi. Em không sao. Anh không bị thương chứ? Em nhìn thấy anh ngã xuống nước. Anh không bị thương. Sau khi anh ngã xuống hồ nước
thì anh phát hiện ra dưới đáy hồ có một cái động nối liền ra tới đây. Sau khi vào, cửa bí mật cũng biến mất, anh bị nhốt lại ở đây. Thật là kỳ lạ, đường hầm lại nối liền xuống nước. Có cách nói gì về việc này không? Đúng rồi, những người giấy kia đâu? Chúng không gây tổn thương gì với em đấy chứ? Em nhốt chúng ở phía sau một cánh cửa bí mật khác. Anh nói anh nghe thấy tiếng của em, nhưng khi đó em đang điều tra cửa bí mật, phát hiện ở trong phòng không có ở nhà trước. Đám đồ kỳ quái đó có lẽ nào cũng biết nói tiếng người, khủng khiếp. Anh biết về huyền học, anh không thể hát bài Đạo Đức Kinh gì đó để đuổi ma sao? Đạo Đức Kinh là sách triết học, không có tác dụng đuổi tà ma, hơn nữa cũng không phải là hát. Lâu lắm rồi không trêu chọc anh ấy vẫn thú vị như vậy. Cho dù không đuổi ma thì anh cũng phải biết cách để nhìn thấy ma chứ. Nếu nhìn thấy thì chí ít có thể né tránh được chúng. Ừ, anh nghe nói dùng điện thoại có thể chụp hình thấy ma đấy. Nhưng chúng ta thử mấy lần rồi thì không thành công. Điện thoại chụp ma ư? Đây là phạm trù tập tục dân gian sao? Không phải anh nói rằng tập tục dân gian không nghiên cứu những thứ này sao? Hình như anh đang nghiên cứu những thứ quỷ thần này đấy. Nghiên cứu cá nhân của anh thiên về truyền thuyết dân gian. Anh có thể xây dựng một trang web chuyên trao đổi về những thứ này. Điện thoại có thể nhìn thấy ma là một người bạn qua mạng nói. Xem ra người bạn mạng đó từng thực hành rồi. Ừ, anh ấy thường nói về những vấn đề liên quan tới hồn ma và u minh. Nghe nói là tìm cách cứu bạn gái mất hồn của mình. Đúng là không thiếu người kỳ quái. Có điều với hoàn cảnh này bây giờ của chúng ta thì cũng khó nói về người khác theo dệt nên chuyện. Không nói chuyện phím được nữa rồi. Không biết khi nào người giấy hoặc những thứ kỳ hoặc khác lại xuất hiện. Cần phải nghĩ cách khác để sớm rời đây khỏi đây thôi. Được rồi, bây giờ đổi lại thành viên nhốt trong, đợi em tìm cách cứu anh ra. Anh cũng xem lại trong đây có lối thoát không. Mình cảm thấy mình bước vào một thế giới không thể lý giải. Loay hoay cả buổi tối cũng không quen được, vẫn sợ lắm. Cũng không biết nên khen anh ấy bình tĩnh hay sao nữa. Nhìn thấy bao nhiêu thứ kỳ quái mà vẫn không nói là có ma. Anh ấy nói vậy để an ủi mình mà. Anh ấy biết mình sợ ma, nhưng anh ấy thực sự tin rằng nói vậy sẽ làm mình không sợ sao? Thật vậy sao? Ôi, vẫn như xưa. Nó từ từ hiện ra, rồi từ từ biến mất. Trông sợ thật sự. Còn mai bề ngoài cơ quan này giống bên kia. Vậy là ở đây không được rồi. Ở đây chỉ có thể nhìn qua được bên kia thôi. Chúng ta phải trở lại. Đấy, bây giờ chúng ta có cái điện thoại nè. Đây, điện thoại này nhìn qua camera có thể thấy được trong phòng. Nãy đang tới đâu ta? Nãy nhận được một cái chìa khóa nè. Và ở đây có một cái hộp. Mắt của hai con cá đều có một cái chỗ lõm. Vậy thì là phải có một cái cây gì đó để chọt vào đây, rồi chúng ta mới mở được cái hộp. Cái này giống cơ quan bên kia. Giống bên đây à. Đây thì thiếu một mảnh ghép. Bây giờ có cái chìa khóa này. Chìa khóa này có thể mở cửa này không? Ôi, được nè. Ôi, chúng ta ra được ngoài sân luôn mọi người ơi. Đây có bàn cờ à. 2143 nghĩa là sao ta? Có thể là số mà... Ôi, có thể đổi được nè. 2143, cái này không biết rồi. Chúng ta phải đi tìm thêm manh mối. Ơi, cái này, tại sao nó lại ở đây? Đây không phải là đèn khổng minh mà mình nhìn thấy trên đường sao? Ui, ui, cộng dây tơ. Ôi, chiếc đèn rớt vào trong cái ngôi nhà này làm ngôi nhà bốc cháy. Đó là cảnh hỏa hoạn của căn nhà, nhưng đây không giống như kiểu bị cháy. Trên đèn khổng minh có thêm mấy chữ ma chết thay. Lại là sao nữa đây? Ma chết thay. Mông tơ hồng của Hồng Nương nói ta với ma chết thai. Ma chết thai hả? Ma chết thai có đồng nghĩa với ma thế mạng không mọi người?
trong mực, chứa mực màu đen. Và ở đây cần một cái chìa khóa để chúng ta có thể qua bên phòng bên đây. Rất là nhiều cơ quan. Ở đây chúng ta thay đổi được nè. Nhưng mà mình chưa có manh mối để mình mở được cái cây này. Giờ đi tìm thêm manh mối vậy. Ở đây có cái ký hiệu ma chết thay. Giờ chúng ta đi qua bên chỗ kế tiếp đi. Ô, cái này là sảnh. Sảnh để đi ra ngoài mà đúng không? Hử? Cửa nhà mở. Để nào có thể rời khỏi đây? Lại về lại rồi. Đây là ma che mắt sao? Ra lại nào. Đi thế nào cũng không ra khỏi cái cửa này. Ma che mắt. Mình đột nhiên nhớ nếu mà hồi nãy Trương Thần Thủy nói nếu mà mình gặp ma che mắt thì mình chỉ cần lấy điện thoại mình có thể soi được ma. Ồ, không có gì cả. Nhưng mà vấn đề là ở đây có một cái gì phát sáng nè. Ối. Bên cạnh chữ thạch có một lỗ tròn. Vậy thì mình phải kiếm một cái vật tròn để mình đặt vào đây. Nếu mà bây giờ hồi nãy cái con mắt này phát sáng, mình lấy cái điện thoại mình soi một phát nữa xem. Ôi, trong con mắt này có số nè. Và đây chính là cái số trong bàn cờ. Đây. 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 Rồi đúng rồi, bây giờ mình sẽ vào đây để mình đây 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 vào lại bàn cờ, mình sẽ nhập số như con trong con mắt của nó. Đây này, mắt trái mắt phải nè. Và cái này nó sẽ nằm bên đây. Ôi, được rồi. Ô, cái bàn đá mở ra luôn à. Quân tốt, thường ta gọi là thí quân tốt á. Và quân tướng. Hai cái nút trên hai bàn cờ này có phù hợp với đây không? Ở đây sẽ là. Ôi trời. Nó rớt hai con mắt ra. Được hai viên ngọc. Rồi, vậy là mình bỏ cái quân tốt này luôn, mình không lấy lại được rồi. Và hai cái viên ngọc này mình sẽ vào trong đây. Nó sẽ nằm ở đây, hai con mắt của hai con cá. Ôi, đây rồi. Cái này là cái gì đây? Còn nhận được gì nữa không? Không mà. Anh có biết đây là thứ gì không? Hình như là la bàn phong thủy. Có điều không giống với hình dạng truyền thống cho lắm. Em cũng nhìn thấy thứ như vậy ở miếu Lục Lão Thái Gia bên ngoài. Không ngờ lại cất giấu trong miếu thần. Nhưng có thứ đó bị mất khi em đã đi vào kiệu rồi. La bàn giấu trong tượng thần. Chưa nghe cách nói này bao giờ. Điều này khiến anh nhớ tới một loại vu thuật trong truyền thuyết dân gian gọi là yểm mị thuật. Yểm mị thuật này có thể nào là thuật mà yểm người ta không ta? Trong những câu chuyện này có người đắc tội với thợ thủ công. Thợ thủ công liền giấu đồ vật ở kèo nhà dưới đất để nguyền rủa. Sau này người nhà đó đều bệnh tật gặp ma. Nói vậy có người đang nguyền rủa ngôi miếu nè. Cũng có thể là dụng ý khác. Bản thân la bàn là vật dụng phong thủy, cũng có thể chuyển vận. Chuyển vận? Chẳng phải cũng có thể chuyển vận mai đi sao? Chuyển vào trong la bàn này ư? Chuyển vận không phải ý đó. Có điều suy đoán của em cũng có khả năng. Đồ vật tập tục nơi này không truyền thống cho lắm. Có lẽ cách nói riêng của nó. Xem ra la bàn này không có tác dụng gì cả rồi. Cũng không chắc. La bàn hình dáng gì không quan trọng. Nếu như có thể tìm được quy tắc phong thủy tương ứng thì có thể thông qua suy đoán ngược để tìm được gì đó. Tại sao thời cổ đại những người trộm mộ chuyên nghiệp có thể dựa vào phong thủy để tìm được mộ? Vì những ngôi mộ đó sử dụng quy tắc phong thủy giống nhau để tìm nơi xây dựng. Lấy ví dụ, chủ mộ tin rằng trung tâm ba ngọn núi là bằng nhau thì nơi phong thủy tốt nhất sẽ xây mộ ở đó. Những người trộm mộ cũng nghĩ như vậy, thế nên họ cũng đào mộ ở đây. Nói vậy, tức có nghĩa là nếu không xây mộ theo phong thủy thì sẽ không tìm mộ theo phong thủy đúng không? Lý thuyết là vậy.
Nghe như chủ ngôi mộ bị gài hàng rồi. Được thôi, em sẽ thử xem có thể dùng nó làm được gì không. Đúng rồi, phía bên anh có phát hiện gì không? Tìm được một mật thất. Có điều một số cơ quan thiếu dụng cụ và không mở ra. Nếu như anh có một cái búa ở đây thì tốt. Em sẽ chú ý xem có dụng cụ này không. La bàn này phải dùng thế nào? Không hiểu gì cả. Cách dùng thông thường của la bàn, chỉ cần di chuyển cái đĩa tròn cho kim và điểm đỏ lên đĩa tròn trùng khớp, sau đó mới có thể căn cứ phương vị để suy diễn. Có điều anh cũng không biết cách dùng chi tiết. Đúng là gà mờ, vừa không biết phong thủy lại vừa không thể hàng ma phục yêu. Chuyên ngành của anh không phải là làm đến việc này. Thôi đi, để em tự nghiên cứu. Anh ở đây đợi em cứu anh. Bây giờ em sẽ là người hùng, còn anh sẽ là một cô công chúa. Ở đó đi. Ôi, lui cung đi, sao mà cứ dòm vô nhìn sợ như thế này. Gương mặt trắng bệch. Nó nói là bây giờ cho cái điểm này nó trùng với màu đỏ, rồi sau đó là đi hướng ngược lại là được. Nhưng mà tôi không biết cách xài này sao. Và con gối gỗ này thì vẫn còn đây, chúng ta còn dư một con tốt. Bây giờ ra ngoài nè. Thôi, cái la bàn này di chuyển nè. Ra ngoài đây xem. Ôi, nó lại di chuyển xuống dưới đây nè. Nhưng mà tôi bỗng nhận ra những ký tự trên la bàn này, nó lại trông giống như những ký tự ở đây nha. Đúng không mọi người? Vậy thì bây giờ mình sẽ xoay cho cái chấm đỏ này hợp với cái mũi tên. Và cái mật khẩu chính là đây. Mật khẩu chính là đây mọi người ạ. Đây. Đứt liền liền. Một chữ hả? Rồi, chính nó rồi. Ô, mình đã mở được một căn phòng khác này. Ôi, ở đây có bức tượng giấy à. Một người giấy không có mặt nhìn rất là quái dị. Heo ơi, đây là như hình cô dâu nhưng mà không có mặt mọi người ạ. Một người giấy mặc đồ tân nương nhưng mà lại không có mắt mũi. Và trên bàn này thì lại có nước chu sa, một nước chu sa màu đỏ và có hai quyển sách. Thái Nhất Bảo Giám. Xem sử sách này ghi gì đây. Thái Nhất sinh thủy, thủy thành vạn vật, chồng chất thành thiên địa. Có nơi nước giấu mình dưới đất, tạo thành thái cực, tên gọi Thái Nhất Thủy Mạch. Mạch này chí âm, dễ dẫn sát khí, tạo thành ảo ảnh. Có phép vận chuyển ngũ hành, có thể từ thủy sinh mộc, cây khô trổ lá trở thành đất cực lành. Thuật này rất nguy hiểm, nếu mất khống chế sẽ từ mộc sinh hỏa, đốt rừng thành hỏa. Nếu làm thuật này, một là cần nơi để hưởng ngàn vạn tế bái của vạn dân, hai là cần nơi hiến tế theo pháp lục tán. Hình như đây kể về một cái tà pháp rất là nguy hiểm. Nơi có thái cực thủy mạch, nếu chưa khống chế thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu sinh sát quỷ sẽ tai mắt thông thiên. Có thể dùng thái sơn phù niêm phong ép đất thành gò, dùng thổ trắng thủy để nhốt sát quỷ. Nếu thành ảo ảnh sẽ thành tường không cửa. Có thể dùng hai phù thái sơn xúc địa, mỗi loại một tờ có thể phá ảo ảnh. Có thể treo 7 tiền hoa lên trên cây thành trận loạn bắt đầu để giúp thế thủy sinh mộc. Một là khu cần hình gà. Một là hai là cơ cần hình cá. Ba là dao cần hình tròn lỗ vuông. Hình tròn lỗ vuông. Bốn là quyền cần hình khóa. Năm là khai cần hình dao. Sáu là hành cần hình lỗ tròn. Bảy là toàn cần hình quả. Ôi cái gì đấy. Hết rồi. Sau khi đọc quyển sách này thì tôi không hiểu gì hết. Nước chu sa có màu đỏ. Bây giờ chúng ta đọc cuốn sách này xem. Nàng dâu quá cố Thôi Uyển Oanh, cha bán mặt nạ ở chợ kiếm sống. Trong nhà đều là người già trẻ nhỏ và phụ nữ yếu đuối. Người cha của cô Thôi Uyển Oanh này có phải là chung với cái người mà chúng ta đã gặp ở cái hội chợ, cái người mà đưa cái mặt nạ không mọi người? Nếu theo cuốn sách này ghi, đó chính là người cha của cô Thôi Uyển Oanh này nè.
chú cô bán bánh nếp ở chợ để làm kế sinh nhai. Vì con gái mất lại không có con nối dõi, Uyển Oanh coi ông như cha. Nhà Ngô nghe nàng tốt bụng đức hạnh, không chê gia cảnh nàng bần hàn, tặng sinh lễ 600 đồng bạc, cưới nàng vào nhà, kết hôn với con trai Mai Khúc của Ngô, là Ngô Mai Khúc. Ôi chưa đọc hết. Không ngờ Uyển Oanh sau khi vào nhà, cửa tự nhiên đột tử. Thật là nhà Ngô bất hạnh. Nhà Ngô. Còn cái nhà hiện tại đây là đang là nhà Trịnh. Thôi đọc tiếp trang kế xem nào. Nàng dâu quá cố không biết vì sao âm hồn không tan. Nhà Ngô đối xử với nàng thật không tệ. Quấy nhiễu người sống như vậy thì thật là không đúng. Vốn có thể dùng 100 lá bùa niêm phong quan tài khiến nàng hồn bay phách tán, nhưng dù sao thì cũng là nàng dâu của nhà Ngô, không đành lòng làm như vậy. Nguyện đốt người giấy thế thân, hóa thai hồn chết để nàng trở lại luân hồi. Ôi, vậy là thay vì có thể niêm phong cái quan tài bằng hàng trăm lá bùa nhưng họ không làm như vậy. Họ đốt người giấy thế thân để rồi cho cô này vẫn còn ở lại đây để ám người ta. Theo lời dạy xưa, màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng, nhẫn bạc đeo ngón vô danh bên phải là điều cấm kỵ. Lấy giấy vàng viết họ tên cùng ngày tháng sinh thần bát tự của nàng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đốt người giấy của nàng trong hai tiếng khóc của cô gái. Đốt người giấy của nàng trong hai tiếng khóc của cô gái. Phép này rất nguy hiểm. Nếu có sai lầm, oán khí sẽ càng nặng, thậm chí thành thế thân. Tuy chỉ có tình nghĩa một ngày, dù sao thì nàng cũng là con dâu quá cố của nhà Ngô, nguyện mạo hiểm phen này. Con cháu bất hiếu Trịnh hậu nhân tại đây yêu cầu liệt tổ liệt tông và lục lão thái gia bảo hộ. Nếu có bất trắc, mong Phật Đường Tôn giả trấn áp khí. Vậy là bây giờ xuất hiện thêm một cái nhà Ngô nè. Là mọi chuyện này là do nhà Ngô gây ra. Là nhà Ngô không có yểm bùa cô gái mà để cho cô gái còn ở lại nhân gian. Đây cũng là trang cuối rồi. Và cuốn sách này chỉ cho chúng ta cách để tiễn cô gái về bằng cách đốt giấy, đốt người giấy của cô gái. Đây. Và ở đây có yêu cầu nè. Màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng, nhẫn bạc đeo ngón tay là điều cấm kỵ. Bây giờ mình có một cây viết nè. Ở đây có mực đỏ luôn. Mình khéo không nhầm là ở ngoài kia có mực đen. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm nhẫn bạc và giấy vàng là đủ để mình. Ôi, vừa rồi còn nhìn thấy dưới đó có một chiếc giày thiêu hoa, sao lại biến mất rồi? Thôi không ở đây nữa đâu. Ở đây này quá đáng sợ rồi, tôi chạy ra thôi. Thôi, ở đó có một chiếc giày thêu hoa, lúc nãy đi qua đây sao không thấy? Chiếc giày này hình như là nhìn thấy trong phòng phong thủy, tại sao lại chạy tới đây rồi? Hôi, ghê quá, hình như đang đi theo mình thì phải. Rồi, nó lại ở đây nữa này. Chiếc giày thêu hoa kia lại tới đây. Vào đây xem. Ôi, chiếc giày thêu hoa này sao cứ đi theo mình vậy? Sợ quá, chỉ có thể giả vờ chứ không nhìn thấy nó thôi. Việc đốt người giấy bàn với thần thủy thôi. Thôi, Uyển Oanh nói lại việc người giấy thế thân cho thư trương thần thủy. Kết hợp với những manh mối mà chúng ta biết được, ma nữ này khi còn sống cũng là một người tội nghiệp, gia đình phong kiến nhiều thị phi. Khá giống với gia đình em á. Anh đừng có nói linh tinh, cha mẹ em chỉ là xem trọng môn đăng hộ đối thôi. Những việc khác đều rất thoáng. Thôi, không nhắc tới việc này nữa. Ma nữ bị nhốt ở đây không thể siêu sinh. Chúng ta nên đốt người giấy thế thân cho cô ấy được giải thoát. Việc này quái gì? Anh thấy ma nữ này hình như đang dẫn dụ em. Đừng mạo hiểm với các nghi thức kỳ quái thì hơn. Nếu như cô ấy muốn hại em, Tết Trung Nguyên hôm qua là đã hại em rồi. Em đoán cô ấy tới tìm em. Người có duyên trùng là để giải quyết cô ấy. Manh mối chúng ta biết được không toàn diện, không thể dễ dàng kết luận. Em là người công tác truyền thông, chắc em hiểu đạo lý này hơn ai hết. Nhưng cũng không thể vì sợ tin nhầm người mà không tin ai cả. Ví dụ như anh vô cớ bỏ chạy, vô cớ lại xuất hiện, có phải em là cũng không nên tin anh không? Đợi chút, anh ấy biết công việc của mình. Xem ra anh ấy vẫn còn quan tâm tới mình. Ôi, khiếp, hai người này vẫn còn quan tâm tới nhau lắm. Được thôi, cứ làm như em nói đi.
Anh sẽ giúp em. Ghi chép nói cần phải viết tên trên thiệp giống tên em. Ừ, trong truyền thuyết của nhiều quốc gia cho rằng tên có ma lực, có thể dùng nó để hãm hại đối phương. Trong Bảo Phát Tử nói, nếu biết tên của nó thì nguyền rủa hãm hại. Sinh thần bát tự viết âm lịch giống như là ngày 15 tháng 7. Sự trùng hợp này trùng rỡn quá. Nên viết can chi với tài liệu anh biết được. Tính ra là ngày Tân Mão tháng Mậu Thân. Nhẫn và vật dẫn lửa em tìm ở đâu được chứ? Anh có những thứ này. Cái bật lửa này á. Bật lửa em tặng anh vẫn còn giữ sao? Ừ, dùng khi hút thuốc rất bền, không hỏng cũng không đổi. Ừ, không biết bịa lý do nữa. Rõ ràng anh cai thuốc từ rất lâu rồi. Với một cái nhẫn bạc, nhẫn làm bằng bạc khá nhỏ, không khắc chữ gì, nhìn độ mài mòn chắc là cũng đeo 1-2 năm rồi. Anh ấy mang nhẫn trong người để nào là nhẫn đính hôn. Chưa nghe nói anh ấy có bạn gái. Thôi kệ, liên quan gì tới mình chứ. Không muốn hỏi. Không muốn hỏi. Thì là anh Trương Thành Thị cho mình một cái bật lửa và một cái nhẫn bạc để làm cái nghi thức. Bây giờ thì cô gái này vẫn còn đang ngồi đi hỏi sáo nè. Sợ thật sự. Ôi, đôi giày này nó đi theo mình rồi mọi người ạ. Bây giờ có nhẫn bạc thì mình cứ cứ vào trong đây đi. Rồi mình sẽ đeo cái nhẫn này cho cô gái. Đeo được không? À, phải vẽ cái mặt nữa đúng không? Vẽ cái mặt thì bây giờ mình sẽ đọc xem cuốn sách này lại xem. Ở trang này nó ghi nè. Màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng. Màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng. Ôi ghê quá. Cảm giác như có người âm theo đuổi. Màu đen vẽ mắt. Thì chúng ta sẽ chấm một ít mực bút lông màu đen vào đây. Sau đó vào đây chúng ta sẽ vẽ mắt cho cô gái này. Được không? Ôi được nè. Ôi trông sợ thật sự. Vẽ mắt kiểu này chắc không đáng sợ nữa rồi nhỉ. Tôi thấy vẽ mắt kiểu này còn sợ hơn nữa. Rồi sau đó mình sẽ vẽ màu đỏ này. À vẫn còn thuốc màu. Thuốc màu thì bây giờ mình sẽ ra ngoài. Mình sẽ tẩy màu này cái đã. Đấy. Tẩy màu cho trở thành một cây bút bình thường. Cây bút lông. Rồi sau đó mình sẽ vào đây. À, nhúng nó một tí màu đỏ. Màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng. Đây. Ơi, chấm hai cái má hồng nữa thì trông. Xong, gương mặt hiền diệu này vừa nhìn biết là sẽ không hại mình đâu. Ok, và chiếc nhẫn. Vẽ xong rồi thì đeo nhẫn thôi. Được rồi, trở lại thôi. Ôi ôi, sao nhìn góc này có vẻ như là nó đang liếc mình thế nhỉ? Mình thấy chỗ này không được bình thường lắm. Mình thấy ứ xế điện thoại xem. Trong điện thoại lại sao không nhìn thấy người giấy? Sợ quá. Không xong rồi. Camera của điện thoại bị hỏng rồi. Một chiếc điện thoại hỏng. Camera đã hỏng. Tính năng khác vẫn còn dùng được. Ôi trời. Nhưng mà trong camera mình quay lại là một người khác. Là nó có thể đi được. Ôi đáng sợ thật sự. Ôi. Ôi đeo nhẫn cho mày nè. Không. Không thể trực tiếp đeo nhẫn. Chạy ra thôi. Ngoài đây có không? Ôi tiếc thiệt. Điện thoại bị hư rồi. Cái đôi giày vẫn theo mình. Mình không có thể soi được. Cây vậy ta. Nè nó vẫn theo mình nè. Ôi. Ở đây có một cái biểu tượng gì đây? Đây là ý gì? Bây giờ phải đi quanh lại trong cái phòng này xem. À đây rồi. Có thể treo 7 tiền hoa trên cây là thành trận loạn bắt đầu để giúp thế thủy sinh mộc.
Đây là bảy cái ký tự, bảy đồ vật. Đây, hình hình cà, hình cá, lỗ vuông, hình khóa. Đây rồi. Tôi hiểu rồi. Chính là trên cây này. Đây, hình cà, hình cá, lỗ vuông, hình khóa. Bây giờ sẽ sắp xếp theo thứ tự của cuốn sách đó là được. Đây. Đây qua đây luôn. Ồ, được rồi nè. Ôi. Một cái chìa khóa hình dây cót. Dùng để mở món đồ chơi nào đó. Nhặt nó nào. Đâu rồi? Có nhặt chưa? Đây, một cái chìa khóa hình dây cót. Cái chìa khóa hình dây cót này. Ồ, đồ dài đi theo mình nè. Chắc là sẽ gắn vào cái cô này quá. Ôi. Nhưng mà ở đây có một số ký tự nè. Ký tự này. Đây 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 đây. Mình gắn được cái cọng dây cót vào này mọi người. Rối gỗ há miệng rồi, lẽ nào gối rổ thực sự có thể thổi tiêu? Có điều ngón tay nó gãy rồi, làm sao có thể ấn tiêu được. Thôi mình ấn giúp nó vậy. Bắt đầu diễn tấu. Hướng dẫn. Nghe ngũ âm biến vàng duy trì thổi ra âm tương ứng. Có thể dùng bàn phím 1 đến 5 để ứng với lỗ tiêu từ trên xuống. Hoặc cũng có thể dùng chuột nhấn. Bắt đầu diễn tấu. Thất bại. Cần diễn tấu âm dương trước khi nhấn chữ vàng. Ok. À, mình phải xem lại một tí. Đây nè. Đây là năm cái lỗ tương ứng với những cái chữ. À, bây giờ mình phải coi kỹ mấy cái chữ này mình mới có thể nhấn được. Đó, nếu mà nó ra chữ này thì mình sẽ nhấn cái lỗ số 5. Ok, chơi thôi. Vô. Thổi hay quá. Nịnh không đúng đối tượng rồi. Đây là gối rổ thổi tiêu anh bạn ơi. Anh tưởng là em, vì em rất giỏi nhạc khí mà. Em giỏi nhiều thứ lắm. Lại còn nhớ dai nữa. Em còn nhớ năm xưa anh có người xem em diễn xuất mà muốn ngủ gật nữa cơ. Xạo, mồm điêu hả? Anh bạn mồm điêu. Nhớ lại có một việc bỗng nhiên thấy tức tối, không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Cô gái này khá là thú vị đó. Một giấy vàng và một chìa khóa nhỏ có cán lục giác, rất khó dùng tay để vặn. Mình nhận được một cái chìa khóa dùng tờ giấy vàng nè. Một cái chìa khóa này thì mình hình như còn một cái cánh cửa đằng đây đúng không? Không. Hình như còn một cánh cửa nào. À đây 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 đây, cánh cửa đây rồi. Đây. Chui của chìa khóa hình lục giác này nhỏ quá, không dùng để vặn được, lại không có dụng cụ nào như kìm cả. Vậy là bây giờ mình phải tìm cái gì đó mình để vô để mình vặn rồi. Mà bây giờ đây là mình thử lấy cái quân này mình để vô xem. Ôi, vừa đây. Nice. Đây là một phòng khác à. Quả nhiên vừa vào đã nhìn thấy đôi giày thiêu hoa. Cửa này vừa rồi khóa chặt, sao mà nó vào đây được? Sao mình lại suy nghĩ vấn đề này theo cách Trương Thần Thủy cứ? Những việc quái dị như thế này sao có thể giải thích được? Có điều như mình nghĩ những việc này đúng là phân tán tập trung, không còn sợ nữa. Rồi, nó lại ở đây nữa nè. Ồ, phòng này là phòng làm việc. Có một cái điện thoại. Điện thoại trên bàn sao lại nhiều nước như vậy? Như thể là vừa rớt từ dưới nước lên vậy. Ôi. Điện thoại không kết nối cuộc gọi, sao gọi lại có tiếng? Nghe xem. Bảo mình dẫn cô ấy tới. Vừa rồi là ảo giác. Hình như là Trương Thần Thủy hồi đại học. Việc này là sao? Nếu như cách nói đó là đúng, những ảo giác này là ký ức của ma quỷ. Khi mình học đại học, ma nữ này đã từng thấy Trương Thần Thủy sao? Trong điện thoại phát ra tiếng khóc của một cô con gái. Anh ấy lừa mình. Tiếng khóc làm sao vậy?
có chút rợn người nha. Ôi trời ơi, ghê quá. Điện thoại thì không có đĩa quay số, chỉ có thể bắt máy lên thôi. Chồng thoại phát ra tiếng khóc. Anh ấy lừa mình, nhưng mà không biết ai khóc. Chúng ta hãy thêm những thứ khác nào. Ôi, cái gì rớt ra vậy? Trên báo viết về vụ việc xảy ra ở ngôi nhà này sao? Nhưng mà tại sao khi mình vừa chạm vào điện thoại lại có cái Trương Thần Thủy nha? Và cô và anh Trương Thần Thủy này lại kêu là bắt cô gái đó lại nữa. Chân tướng nhà họ Trịnh. Bên dưới phế tích nhà lớn của nhà họ Trịnh đột nhiên xuất hiện mật thất. Mật đạo đã là việc người qua đường đều biết. Gần đây có người biết chuyện nói, trước có quan gia tài chủ ghé thăm nhà họ Trịnh, danh nghĩa là đánh giá cổ vật, thật ra là tới tham ô hối lộ. Không biết mật đạo này đã che mắt tay người khác hay là tay vách mạch rừng. Nghe nói vật giấu trong mật thất nhìn thấy mà kinh, nghĩ cũng là nghe thấy mà sợ. Hình tượng thiện nhân trăm năm của nhà họ Trịnh chỉ sợ tan thành mây khói từ đây. Biết người biết mặt khó biết lòng, dù là người như hình với bóng cũng khó biết được hành động lúc vắng mặt, huống chi sân nhà lớn sâu, thấy cây chẳng thấy rừng này. Vậy là một bài báo nghi ngờ về cái nhà họ Trịnh này dạng như là ăn hối lộ, vì có một cái xây dựng cái mật thất, và trong lúc cháy thì cái mật thất đó nó hiện ra, và người ta đã đồn đoán là nhà họ Trịnh này ăn hối lộ. Dạ, vậy thôi. Và một đồng hồ còn lắc. Ôi, con lắc này không tự lắc, mà mình phải lắc giùm con lắc này. Đây chính hẳn là đồng hồ dây lắc. Đây là kính vạn hoa sao? Đồ chơi xưa cũ quá. Kính vạn hoa. À, xoay nè. Nhấn vào đây để xoay. Có nghĩa là xoay cho nó thành hình bông hoa đó mọi người. Các phần đều nhau. Bên đây bị... Ôi, gì vậy? Ôi, ôi. Ôi. Ôi, 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 ôi. Thôi thôi thôi, sợ thật sự. Ở đây có ký tự. À, ký tự này là ký tự ở trên cái lồng đèn đó mọi người. Đấy. Bây giờ tại đây mình sẽ lấy một cái la bàn ra, mình xoay theo hướng này. Và nhìn theo cái hướng chấm đỏ là hai gạch đứt gạch liền, cái dấu mũi tên này và cái chân, sau đó tương ứng với cái này. Đây, đâu rồi? Đây, hai gạch đứt một gạch liền, dấu mũi tên nè, và cái chân nè, thì sẽ tương ứng với dấu móc, dấu cộng và dấu chĩa xuống. Từ đó chúng ta suy ra được cái ký hiệu ở đây. Đây chính là dấu móc. Rồi, sau đó tới dấu cộng và dấu mũi tên chĩa xuống có hai cái ngoặc. Ồ, đúng rồi. Vậy là mình phải kết hợp hai thứ vừa la bàn và mới tìm được cái ký tự này. Khó thật sự luôn. Keo nước chỉ còn là một ít, không biết có dính hay không. Keo. À, có keo này thì bây giờ mình có thể mọi người biết làm gì không? Mình sẽ lấy cái nhẫn và lấy keo này dán vô cái này trước. Nhẫn đính vào. Ủa? Nhìn kỹ lại, chiếc nhẫn nhỏ như vậy, anh ấy có thể đeo ở ngón út. Đeo như vậy thông thường muốn biểu đạt mình độc thân, không có hứng thú hẹn hò. Không nghĩ việc này nữa, đâu có liên quan gì tới mình đâu. Rõ ràng là cô đang ghen. Cô đang ghen rồi chứ gì. Cô đang muốn tìm hiểu coi anh này có đang quen ai không. Nhưng mà anh Trương Tần Thụy này thì lại đặt ở ngón út, có nghĩa là đang độc thân, không muốn quen ai. Theo mình nghĩ là anh Trương Thần Thị này chắc vẫn đang quan tâm tới cô Thôi Uyển Oanh này nhiều lắm. Bây giờ, theo như cái cuốn sách này nó ghi là đen vẻ mắt, đỏ vẻ miệng rồi. Nhẫn bạc mình cũng đeo đâu cái ngón tay rồi. Lấy giấy vàng viết tên ngày tháng sinh bát tự của nàng mình cũng đã viết rồi. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đốt người giấy
trong hai tiếng khóc của cô gái. Bây giờ mình phải tìm hai tiếng khóc của cô gái. Và mình biết rồi, một tiếng khóc của cô gái chính là tiếng khóc của cô gái ở phòng này. Nhưng mà để có tiếng khóc cô gái là mình sẽ lấy cái điện thoại trước. Điện thoại này hỏng camera nhưng vẫn còn ghi âm được. Dạ, mình sẽ bắt máy lên. Mình ghi âm tiếng khóc của cô gái. Thôi, Uyển Oanh dùng tính năng ghi âm của điện thoại để ghi lại tiếng khóc trong điện thoại. Cần có tiếng khóc của hai cô gái. Làm sao đây? Lẽ nào mình cần khóc nữa ư? Không khóc nổi. Từ nhỏ mình đã không thích khóc rồi. Nghĩ tới việc đau lòng, ghi lại tiếng khóc thôi. Khóc liền chắc chắn là không khóc được. Anh ấy lừa mình. Trương Thần Thụy, anh là tên khốn. Sao có thể nói khóc là khóc được liền chứ? Diễn viên chuyên nghiệp cũng còn khó diễn cảnh khóc nữa là. Lần trước mình khóc là khi nào? Là khi tên khốn đó bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Trước đây từng gặp rất nhiều chuyện cũng không thể chia tách được chúng ta. Nhưng có một ngày anh ta đột nhiên biến mất, hoàn toàn mất liên lạc. Ít nhất cũng phải cho em một lời giải thích chứ. Tại sao thì cũng cần có một nguyên nhân chứ. Anh biết em thất vọng và tuyệt vọng như nào không? Thúc thích rồi, bắt đầu khóc rồi. Trương Thần Thụy, anh là tên khốn. Cũng may không ai nhìn thấy, không thì sẽ hủy hoại hình tượng hoàn mỹ mà mình đã dày công gây dựng. Từng này tuổi đầu chưa bao giờ khóc ức ức như vậy, càng nghĩ càng tức. Sau khi rời khỏi đây nhất định mình phải đấm cho anh ta mấy cú mới được. Cay. Rồi, bây giờ mình đã có hai tiếng khóc của cô gái rồi, bây giờ mình sẽ trở lại căn phòng này. Điện thoại thì đã có rồi, mình sẽ làm sao ta? Đặt điện thoại trên bàn. Hợp lý luôn. Lật lại cái cuốn sách. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đốt người giấy của nàng trong hai tiếng khóc của cô gái. Là bây giờ mình phải đốt người giấy ư? Thật ư? Đây, đốt. Phải bật tiếng khóc trước. Trong điện thoại tiếng vọng ra tiếng khóc đã ghi âm sẵn. Ghê thiệt chứ. Có ai làm lễ tế mà vừa khóc vừa đốt không? Chắc chắn là một lễ tế không được bình thường rồi. Anh ấy lừa mình, Trương Thần Thụy, anh là tên khốn. À, hai tiếng khóc hòa lại thành một câu luôn nè. Chính là một câu có nghĩa luôn. Anh ấy lừa mình, Trương Thần Thụy, anh là tên khốn. Đây đều là không cẩn thận ghi âm vào thôi. Ôi, ôi, nó hiện ra gương mặt của cô Thôi Ngoan luôn này. Trái rồi. Ôi trời. Ma nữ. Ma chết thai chính là cô. Chết rồi. Sao thế? Vừa rồi người giấy đó biến thành hình dáng của mình. Cảm giác lạnh rợn người và tiếng người lúc ẩn lúc hiện ra là sao vậy? Lẽ nào nghi thức thất bại rồi? Mình trở thành ma chết thai sao? Mình đã làm như trong sách nói mà. Là Trương Thần Thủy nói sai sinh thần bát tử sao? Bên ngoài hình như vọng tới tiếng mở cửa. Lại là tiếng gì vậy? Trời ơi, mình cảm thấy luôn có một đôi mắt đang nhìn mình. Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Mình phải đi hỏi Trương Thần Thủy thôi. Trước khi rời đi, Thôi Uyển Oanh nhặt điện thoại trên bàn thờ. Rồi, nhặt điện thoại rồi, đi thôi. Cửa phòng bên cạnh lại mở rồi. Ôi, Lục Tán Bồ Tát à. Sau khi vào đây cảm giác lạnh rợn người dường như bị theo dõi tạm thời biến mất. Xem ra ma không dám vào Phật đường. Trốn luôn trong này không ra nữa. Không được. Ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Hơn nữa nơi này cũng khiến mình cảm thấy bất an. Có vẻ như còn nguy hiểm hơn là bên ngoài nữa. Ôi, Lục Tán Bồ Tát à. Vậy là con ma nó sợ Lục Tán Bồ Tát. Bây giờ mình sẽ sắp xếp mấy cái này coi. Được, để mình kiếm vết khác mới được. Ôi trời, bị tơ hồng cản lại rồi. Ở đây có cái tơ hẹ. Ở trong là bốn cô gái ư? Bốn cô gái bịt mặt là bốn cô tân nương. Giống như cái phong tục mà đám cưới của cô gái là đám cưới của bên Trung Quốc á, là trước khi vào phòng thì bốn cô tân nương bịt mặt chú rể sẽ chọn ra cô dâu. Một cái bàn thờ. Cái gì đây?
cứ cảm thấy tượng đồng tử này mình cảm thấy như là đang trừng mình vậy. Ôi trông sợ. Trời, tượng đồng tử này thật âm u. Ôi, vào chốn Phật đường này trông cũng âm u nữa. Nhưng mà mình phải giải cái này thôi. Cái này sẽ là này. Ôi được này. Ôi bông hoa sen mở ra rồi. Trang sức tròn không rõ để làm gì. Khối vuông nhỏ. À có vuông nhỏ lại là một cái để thiếu bên kia nè. Trang sức tròn này thì cho thằng bé này nè. Chắc luôn. Đúng rồi. Và cô tượng đồng tử này thì lại thiếu một vật. Bây giờ mình có cái trang sức tròn này thì mình trở ra ngoài. Rồi tiếng cười đó là lại theo mình rồi. Trương Tần Thủy, anh ra đây cho em. Anh ấy đi đâu rồi? Sao không trả lời mình? Chết rồi. Có thể nào Trương Tần Thủy từ lúc đầu tới giờ mình nói chuyện là một hồn ma giả dạng không mọi người? Rồi Trương Tần Thủy biến mất rồi. Bây giờ mình phải nhanh thôi. À không phải cái này mà là cái này. Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp. Chính xác là cái hình này. Đây là giày thêu hoa. Không lật nó thì không thể lấy được đồ bên dưới. Ôi mình đụng vào mình sẽ thấy một cái. Đây là chuyện xảy ra khi chủ nhân của đôi giày này còn sống sao? Chi tiết chân thực quá. Mình có thể ngửi thấy hương cỏ. Xem ra là ký ức thật sự. Ảo giác không thể có nhiều chi tiết tới vậy được. Vì để không giẫm vào con sâu bọ đó, cô ta bị trẹo chân. Xem ra rất lương thiện. Nhưng sau khi biến thành ma rồi cứ bám lấy riết không thôi. Vậy là cô gái đó chung với có thể là cô dâu ma, có thể cùng là một người đó mọi người. Và bây giờ mình đã lấy được một viên châu báu. Một viên châu báu này là của con ở ngoài nè. Ngoài từ đường này. Cho con bé này nó lá cầm. Nơi nào đó. Cái gì đó. Một cái bàn thờ. Và một cuốn sách. Lục Tán Bồ Tát là thượng thần nơi khác, từ thôn nào đó lan truyền thiên hạ. Tổ tiên tộc Ngô may mắn được bản sao kinh điển thiếu khuyết, hưởng lợi vô cùng. Nhưng vì dân bản địa ngu ngốc khó thể hiểu được sự thần kỳ vô thượng thần này, cho nên tổ tiên mượn tín nghĩa Lục Vương gia bản địa để gửi gắm sự thật Lục Tán Bồ Tát, dựng lại kim thân Lục Lão Thái gia. Tới nay đến mấy trăm năm. À thì ra là họ thờ Lục Lão Thái gia. Là người Lục Lão Thái gia này dựa trên Lục Tán Bồ Tát. Nó tạc tượng dựa trên Lục Tán Bồ Tát. Đúng ra là Lục Tán Bồ Tát. Tại người dân này nó làm lại thành Lục Lão Thái gia rồi nó thờ phụng luôn. Tới nay đã được mấy trăm năm. Lấy đất làm tượng, ứng với thổ trong ngũ hành và chuyển tế bái vào tượng chân thân trong nhà để khắc thái nhất thủy mạch, lại phát tán minh đà lan và thực chế hương nến truyền tục tế bái tế quỷ để thi hành thần uy. Nhờ vậy ân huệ bách khí cũng phúc cho bản thân phú quý nhiều đời, chỉ tiếc không có cơ hội hiến thành tự lớn. Thái nhất thủy mạch hiểm ác, hậu vệ nhà họ Trịnh sẽ có tai họa. Huynh đệ của Ngô đều vì vậy và bỏ mạng. Mai nhà họ Ngô cứng, bảo vệ nhà họ Trịnh không đứt. Vậy là nhà họ Ngô và nhà họ Trịnh này có liên quan tới nhau. Nhà họ Ngô này là bảo vệ cho nhà họ Trịnh. Hôm nay cuối cùng Ngô cũng đã tìm được tế phẩm thích hợp nhất. Nhà họ Trịnh cuối cùng cũng có thể chuyển được vận mạnh mẽ. Tế tự hung hiểm, đề phòng bất trắc, dùng thuật ngữ gửi hồn vào người giấy. Nếu bất hẹn bỏ mạng, người có thể giữ hồn phách không diệt, chờ tới ngày tế tự hoàn thành, liệt vào tê bang. Liệt vào tiên bang. Kinh điển đã giấu ở nơi bí mật trời biết, Ngô biết, tránh cho người ngoài biết được, cuối cùng thành lợi cho người khác. Nếu như có tai họa thì nhà họ Trịnh gặp phải bất hạnh. Nhánh ngoài nhà họ Trịnh tiếp quản nhà lớn nhìn thấy bản ghi chép này, hiểu được nguyên nhân thì chớ rêu rao, yên tĩnh chờ ngày tế tự hoàn thành mới tốt. Ra là
Cái nhà này lúc trước là nhà của họ Ngô, sau đó nhà họ Trịnh mới về là dời lại đây. Và sau đó thì nhà họ Trịnh biết được cái bí mật này luôn. Thực ra là không phải nhà họ Trịnh mà chính xác là nhà họ Ngô nó đã lan truyền cái nghi thức này rồi. Hết rồi. Vậy chính ra là mọi chuyện là nhà họ Ngô đã tế thần, tất cả các phong tục đều là nhà họ Ngô đã bày ra. Nhà họ Trịnh chỉ là làm theo nhưng là sai phương pháp. Và chúng ta đi, chỗ này có những cái ký tự nè. Theo mình nghĩ đây là ký tự của con lắc đồng hồ đó mọi người. Trái, phải, mạnh, qua trái. Bây giờ mình sẽ vào con lắc đồng hồ hồi nãy trong cái phòng này. Con nhầm. Con lắc đồng hồ là trong cái phòng này. Đó, mình sẽ... Đây đúng rồi, sẽ bật theo ký thứ tự đó. 2, 1, trừ 2, 1, trừ 1. Ôi trời, ôi, suýt nữa là đâm vào mắt mình rồi. Mình nhận được một cái kéo. Ôi, cái kéo này cũng là của cô ấy luôn nè. Đây là ông Trịnh. Ra đi, làm tân nương của Lục lão thái gia là phúc phận của ngươi, có phúc hơn nhiều so với chỉ làm thiếu phu nhân của nhà chúng ta. Không chỉ ngươi tới đó hưởng phúc, để hoàn thành hôn tế, cha mẹ ngươi cũng sẽ có được một khoản tiền, họ cũng có thể hưởng phúc. Họ mong đợi điều này lâu lắm rồi. Mày, mắt của tao. Ồ, ra là vậy. Ký ức trong vòng tay trái và đèn khổng minh giống nhau. Tay trái của ma nữ cũng đeo vòng tương tự. Đây là việc cô ấy gặp phải trước khi bị hại sao? Mình thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy. Người bị chọc mù mắt kia chính là lão gia của nhà họ Trịnh. Xem ra không phải là người tốt rồi. Kéo, một cái đuôi đỏ nhìn rất đẹp mắt. Vậy là rõ rồi, thật ra cái nhà của cô dâu giấy này nè là nhà hoàn cảnh rất nghèo. Cái ông thiếu gia nhà họ Trịnh bỏ tiền mua về, mang danh tiếng là cho làm cô dâu nhà họ Trịnh thôi, nhưng thật ra đem về để tế Lục Tán Bồ Tát. Thật ra không phải Lục Tán Bồ Tát nữa, mà là cái ông Lục lão thái gia đó, cái ông mà sáu tay á, nó đem về tế ổng. Mà cái cô dâu này không chịu, bởi vậy lấy cái kéo đâm mù mắt ông thiếu gia nhà họ Trịnh. Bởi vậy trong cái tấm hình, cái lúc ở nhà quan trà tài ở tập trước á mọi người, là chúng ta thấy tấm hình cái ông lão gia nhà họ Trịnh bị chộp hết một mắt, chính là do cô gái này đâm nè, bằng cái kéo đỏ này luôn nè. Và bây giờ mình có cái kéo này rồi. Cái kéo này phải làm sao đây? Bây giờ chạy qua căn phòng này đi. Đây đúng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái kéo này, mình cắt cái dây tơ hồng này. Quan sát con rối. 1, 2, 3, 4. Ba nè, 4 nè. Rồi hai con này chính là 1, 2. 1, 2 mà đã đổi chỗ với nhau thì đây sẽ là số 1. Đây sẽ là số 2. Chết mẹ, nãy là 3, 4 đâu rồi ta, quên rồi, 3 nè. 4 nè, quá chính xác luôn. Viễn màng hà, ôi. Hữu ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Hình vẽ này hình như bị xáo trộn rồi. À, vậy là bây giờ mình sẽ... Cái hình vẽ kia là sắp xếp rồi, nhưng mà hình vẽ này là xáo trộn. Bây giờ mình sẽ hoành lại cái ở ngoài, hoành lại cái căn phòng kia. Đây. À không phải căn phòng này, căn phòng này nè mọi người. Mình vào cái hình vẽ này. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp xếp cái hình vẽ này theo đúng hình vẽ bị xáo trộn. Đúng là ngược đời mà. Ồ, đây rồi. Một bùa chú. Không hiểu vẻ gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên cạnh em hình như có bóng thoát ẩn thoát hiện. Đâu? Đốt người giấy thất bại, em trở thành ma chết thay. Có phải điều anh nói với em là sai không? Anh cứ tỏ vẻ thần bí, có phải đang giấu em điều gì không? Không tin không đúng, không thể nào.
không kịp suy nghĩ nữa rồi. Nếu như em trở thành ma thế thân thì chỉ e là ma nữ đó sẽ hãm hại em. Phải mau rời khỏi đây. Làm sao để rời khỏi đây đây? Rời đi rồi có giải quyết được vấn đề không? Năm xưa anh bỏ đi có giải quyết được vấn đề không? Ma nữ cố tình dẫn dụ chúng ta tới ngôi nhà cũ. Chắc chắn là ở đây cô ta mới có thể làm được một số việc. Bên ngoài chí ít là an toàn hơn ở đây. Anh ở trong mật thất tìm được một bùa hóa giải ảo giác. Chỉ có một lá không biết có tác dụng không. Ồ may quá, kết hợp là mình được hai lá bùa rồi này. Vừa hay em có một lá. Vậy thì tốt quá rồi, mau đi thôi, đừng chậm trễ. Nhưng còn anh phải làm sao? Không cần lo cho anh. Mặc dù biết lý do, nhưng chắc chắn người ma nữ đó cần là em. Cô ta chắc không cần anh là ma thế thần đâu. Nhưng đừng nói nhiều nữa. Nếu như không phải vì em, căn bản là anh không phải gặp những chuyện xui xẻo này. Cút. Anh bạn này thật sự không có tôn trọng người đẹp chút nào. Má, gặp người đẹp như vậy nói cút là cút à. Cút. Trương Thần Thị. Anh. Được vậy. Vậy thì anh một mình ở đây đi. À ha, mày sai rồi. Mày bảo tôi cút. Bạn bảo tôi cút thì tôi cút. Đốt hai lá bùa này có thể hóa giải ma bịt mắt sao? Chỗ cửa hình như có gì đó khác lạ. Mình lại thử xem. Ôi đi được rồi này. Đúng là có thể hóa giải được. Mau rời khỏi chỗ chết tiệt này thôi. Chạy. Ô ra ngoài luôn rồi. Những cảm giác đáng sợ không còn nữa. Xem ra ma nữ không thể ra khỏi ngôi nhà được rồi. Chạy. Vừa rồi hình như cứ tức giận và nghi ngờ vô căn cứ. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Là ma nữ ảnh hưởng tới tâm trạng của mình sao? Ồ. Vậy là bây giờ mình ở trong cái ngôi nhà đó là bị ma nữ nó kiểu như nó ám lấy mình, nó điều khiển mình luôn á. Nên bây giờ chỉ cần ra khỏi chỗ đó là nó không bị hoành hành mình nữa rồi. Chạy thôi, kịch. Ồ, xe đây rồi. Gã kia vừa rồi cố tình khiến mình tức giận, để mình không do dự lập tức chạy thoát thân. Vậy tính gàng khứa kia nó chửi là vì tốt cho cô này thôi. Đi thôi. Cái gì đây? Mặc dù còn nhiều việc chưa rõ ràng, nhưng bất luận thế nào đi nữa cũng đều tin Trương Thần Thụy thật lòng muốn cứu mình. Ôi cảm động thế nha. Ôi. À đây là bây giờ chúng ta quay qua bên Trương Thần Thụy này. Hy vọng cô ấy đã trốn thoát tình hình đó. Nếu như cô ấy cứ tiếp tục ở lại e là rất nguy hiểm. Gần đây vọng lại tiếng mở cửa. Em, sao em lại quay lại? Thôi Uyển Oanh đưa cục sạc dự phòng và dụng cụ cho Trương Thần Thụy. Cảm ơn. Có những thứ này rồi anh có thể tự giải cứu. Em có thể đi được rồi đó. Không. Chúng ta cùng nhau trốn thoát. Đỉnh. Anh không cần em quan tâm. Không có em liên lụy thì anh có thể nhanh chóng ra ngoài được rồi. Anh là gì của em? Đâu có tư cách quản em. Em muốn cứu ai thì cứu, kệ em. Bướng nha. Được thôi, anh sẽ thử khởi động cái cơ quan này. Ồ, vậy ở trong có một cái cơ quan nè. Bây giờ mình đưa đồ cho anh ấy ơi. Bây giờ bình tĩnh một chút rồi, nghĩ kỹ lại. Những manh mối như ảo giác, điện thoại và tờ báo hình như đều dẫn mình đến nghi ngờ Trương Thần Thụy cả. Ồ, thì ra đó là cái tờ báo đó nó cố tình nó đưa mình để cho mình nghi ngờ. Vậy là chứng tỏ một điều là con ma này nó đang cố hại mình rồi. Nhưng nơi này chỉ có hai người sống và mình là Trương Thần Thủy. Chắc chắn phải tin tưởng và dựa dẫm vào nhau. Có hiểu lầm và làm sáng tỏ sẽ khiến chúng ta càng thêm tin tưởng nhau thôi. Hay, thật không hiểu nổi ma nữ kia muốn làm gì. Ôi, ma nữ làm việc gì tốt đẹp chứ. Không lẽ nào là muốn làm hồng nương. Hồng nương là có nghĩa là sẽ nối đôi cho cô này và anh này sẽ quay trở lại. Khéo ma nữ này nó... Nếu kéo hai người này trở lại luôn ấy chứ. Là quay lại với người cũ luôn ấy chứ. Một hồi âm thanh đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau. Gần như đồng thời điện thoại của Thôi Uyển Anh vang lên. Là anh đây. Anh mở được một cánh cửa bí mật. Định vào thăm dò. Em ở bên ngoài đợi anh. Anh gọi được điện thoại sao? Từ lúc vào thị trấn điện thoại của em không bao giờ gọi được nữa. Anh cũng thử rồi, không gọi được đi đâu khác, chỉ có thợ gọi cho em thôi.
Thật kỳ lạ. Lẽ nào thị trấn này chẳng tín hiệu từ bên ngoài? Chỉ ở trong mới có tín hiệu kết nối với nhau sao? Theo mình nghĩ là con ma này cố tình để cho hai người này liên hệ với nhau đấy. Không thể nào mà có chuyện trùng hợp như vậy được. Hiện tượng này rất không khoa học. Điện thoại không thể kết nối trực tiếp mà còn có rung chuyển tín hiệu. Nếu như thực sự ẩn tín hiệu, chúng ta đâu có thể liên lạc được. Cảm ơn những giải thích vô dụng của anh. Bây giờ thì em càng sợ hơn rồi. Nó xây dựng nhân vật đỉnh nha. Xây dựng nhân vật theo cái tính cách của cô gái này. Theo tính cách đúng như là tính cách của con gái luôn. Kiểu như một chút gì đó giận lẫy đấy. Âm thanh nghe được lúc trước là vọng từ phòng phong thủy. Mình qua đó thử xem sao. Ở đây cũng có một cánh cửa bí mật. Có thể liên quan tới cánh cửa mà anh mở. Ê, giờ xưng anh em ngọt ngào thế nha. Đừng vào, có thể nguy hiểm. Em đã ở trong nhà ma này nửa ngày rồi. Không phải vẫn chưa chết đó sao? Hơn nữa em đã trở thành ma chết thay rồi. Nếu như ma nữ kia muốn lấy mạng em, cho dù em đứng lại tại chỗ cũng không tránh được. Được thôi, hãy chú ý an toàn. Ôi, bây giờ nhảy xuống phòng đi luôn rồi. Ôi, chui xuống dưới luôn rồi. Ôi, đóng lại đây. Ô kìa. Chương 4 nghi ngờ kết thúc. Vậy thì có nghĩa là theo đúng như tờ báo là tất cả trong nhà họ Trịnh này đều bị đốt cháy, mặc dù trong căn hầm bí mật nó vẫn còn thôi. Còn lại tất cả đốt cháy và những gì nghi thức của mình hồi nãy giờ làm thì có nghĩa là bị ảo giác, hoặc là những nghi thức đó là được cái con ma nữ đó tạo nên để cho mình làm cái nghi thức đó cho nó. Nhưng thật ra hồi nãy giờ cảnh vật không cái nào là thật hết. Ở trên tất cả đều bị đốt cháy rồi mọi người ạ. Vâng, và cuối cùng chương 4 thì cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm giác như là chúng ta gần về đến hồi kết rồi đấy. Rất cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì hẹn mọi người vào tập tiếp theo, ở video tiếp theo nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.